Rồi rồi. Khi này chơi tới lớn rồi. Ai sợ sợ tới cảnh khúc một cầu đây. Được rồi, từ giờ tới lúc tìm ra vấn đề, không ai được đụng vô bảng điều khiển nữa, trừ khi ta không còn lựa chọn. Vậy cuối tuần này chỉ có hai chúng ta, em có kế hoạch gì không? Cuối tuần cũng rảnh để dọn dẹp gara, hay là vợ chồng mình dọn dẹp cái gác trước đi ha. Tới mọi chuyện sẽ rất tuyệt vời. Đội của cô Robert lúc nào cũng giành được cúp vô địch giải đấu cấp bang luôn. Và Bell Otis đang là đội trưởng của đội. Cái vụ hâm mộ Valentina Otis này hơi bị quá rồi đó. Cố được chứ đợi quá ân khi mấy chân ướt trên ráo vô rừng. Được vậy không dễ đâu. Không cần làm gì nhiều, chỉ cần biểu hiện xuất sắc ở trại, huấn luyện viên sẽ chấp chúng ta và cả nhóm sẽ được vô đội quả.